Kính chào quý khán thính giả đã đến với Tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Chúng ta đang ở bài học số 9 trong 1.000 cụm từ giao tiếp thông dụng. Ở bài hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu và làm quen với 10 cụm từ giao tiếp thông dụng với động từ catch. Đầu tiên, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng làm quen với động từ này. Catch. Catch có nghĩa là bắt được. Túm được. Quá khứ đơn của động từ này là caught. Caught. Ở các thì hoàn thành thì động từ này cũng có dạng caught. Ở trong bài này, Mr. Định có sử dụng các động từ của catch ở quá khứ đơn và hoàn thành. Bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đến với cụm từ giao tiếp thông dụng đầu tiên với catch. Đó chính là catch a cold. Catch a cold. Catch a cold. Cold là danh từ lạnh. Catch a cold là bị nhiễm lạnh. Ví dụ, hôm qua cô ấy đã bị cảm lạnh. She caught a cold yesterday. She caught a cold yesterday. She caught a cold yesterday. Chúng ta sang cụm từ số 2. Catch the flu. Catch the flu. Chúng ta có danh từ flu là cúm và catch the flu là bị cúm. Ví dụ, tôi đã bị cúm. I have caught the flu. I have caught the flu. I've caught the flu. Cụm từ số 3. Catch breath. Catch breath. Chúng ta có danh từ breath là hơi thở. Giữa catch và danh từ breath, chúng ta sẽ điền một tính từ sở hữu. Ví dụ, cảnh đẹp nơi đây có thể khiến bạn phải nín thở. The beautiful scene here can make you catch your breath. Catch your breath là nín thở. The beautiful scene here can make you catch your breath. The beautiful scene here can make you catch your breath. Cụm từ số 4. Catch a ball. Catch a ball. Bắt bóng. Ví dụ, tôm có thể bắt bóng bằng tay trái. Tom can catch a ball with his left hand. Tom can catch a ball with his left hand. Tom can catch a ball with his left hand. Cụm từ số 5. Bắt xe buýt. Catch a bus. Catch a bus. Ví dụ, chúng ta nên bắt xe buýt tới đó. We should catch a bus to get there. We should catch a bus to get there. We should catch a bus to get there. Cụm từ số 6. Catch a whiff. Catch a whiff. Whiff ở đây là mùi, là hơi. Và catch a whiff là ngửi thấy hoặc đánh hơi thấy. Ví dụ, tôi đang ngửi thấy mùi nước hoa ở đây. I'm catching a whiff of
perfume over here. I'm catching a whiff of perfume over here. I'm catching a whiff of perfume over here. I'm catching a whiff of perfume over here. Cụm từ số 7, catch fire, catch fire. Bốc cháy. Ví dụ, một chiếc xe khách đột nhiên bốc cháy trên đường. A coach suddenly caught fire on the road. 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 Cụm từ số 8. Catch a thief. Catch a thief. Thief là tên trộm. Và catch a thief là bắt được tên trộm. Ví dụ, chúng tôi vừa bắt được một tên trộm. We have just caught a thief. 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 Cụm từ số 9. Catch attention. Catch attention. Chúng ta có danh từ attention là sự chú ý. Và giữa catch và attention, chúng ta điền một tính từ sở hữu. Có nghĩa là thu hút được sự chú ý của ai. Ví dụ, tôi không thể thu hút được sự chú ý của cô ấy. I failed to catch her attention. I failed to catch her attention. Trong câu này, chúng ta có động từ failed là thất bại và failed to do something là không thể làm gì đó. I failed to catch her attention. I failed to catch her attention. Cụm từ cuối cùng, catch you later. Catch you later. Đây là một biến thể của cụm từ see you later. Hẹn gặp bạn sau nhé. Ví dụ, tôi phải đi bây giờ. Hẹn gặp lại bạn sau nhé. I must go now. Catch you later. I must go now. Catch you later. I must go now. Catch you later. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 10 cụm từ giao tiếp thông dụng với động từ catch. Thank you for watching and goodbye.